Qua cầu cái trăm này. Qua cầu cái trăm. Hồi xưa có trồng cây trăm. Hồi là có cây trăm thiệt hả? Cây trăm chứ, nó kêu cây trăm á. Cái hồi chỉ chở cái dừa, ta kêu chở dừa đó. Ngăn nhắm bà đồ thì có cái đồn lính đó, người ta gọi cái bà đồ. Đó là cái danh thực sự như vậy. Còn còn bên tay phải là bên vườn trái cây á. Vườn trái cây mình phải vườn trái cây. Ê, chạy thẳng xuống cầu ngang. Hôm nay nước cũng cũng hơi cũng lớn. Chuẩn bị tới cầu ngang. Chỗ này là khu du lịch vườn ngày xưa. Nhưng bây giờ hình như là không còn phải đi nhiều nữa. Chụp cái bản. Thế bây giờ về nó ra nhiều cái khu vực quá. Cho nên cuối cùng ở đâu? Chỗ này giờ nó cũng ế nè, chỗ này cũng ra lâu xưa. Cầu ngang. À. Cái ngõ vô khu du lịch đó, xưa. Dường. Đây là đường ngã ba vô đường nhà anh Thanh Sọp. Có đi thẳng ra, có ra sông hay gì không? Thẳng ra sông Sài Gòn. Chỗ nhà gì vô hồi xưa? Đây ngã ba cây gòn. Nhà của cô Mai, vợ của... Vậy là ngay đầu ngã ba có cây gòn. Ừ, có cây gòn. Không có, chưa hàng gòn luôn. Hồi xưa là hàng gòn luôn chứ không phải là một cây gòn đâu. Chưa được hàng gòn là chỗ này. Cái này nè, cái bàn này đây, đây nè. À, đây nè. Cái hàng gòn. Cua hàng gòn. Là cua hàng gòn, đúng là cua hàng gòn. Như vậy nghe ba. Tôi còn nhìn ốc. Thầy ngút, thầy ngút. Đường vô khu du lịch Dường Ký. Dường Ký đó ở bên sông Sài Gòn. Đây chạy ra thẳng về sông Sài Gòn. Còn phía bên trái khu này hồi xưa cũng làm guốc không ạ? Làm guốc. Bên tay trái này là mình đường cho chùa Thiên Mẫu nè. Trước mặt là đường đi tới làng Chén. Bên phải là đi luôn ra bờ sông Sài Gòn. Là tự
dốc lên nè, coi thử dốc, chưa dốc này cao lắm, vì nó làm hơi lại chút xíu, chưa xíu rất là cao. Cây liễu rồi chuẩn bị tới ngã ba cây liễu. Hồi xưa ở đây là ngã ba trường Cấm Điếc, ở đây nè phía bên phải nè, ngã ba trường Cấm Điếc xưa. Bây giờ cũng vậy, ba trường Cấm Điếc. Chuẩn bị tới ngã ba cây liễu, ba cây liễu hồi xưa có cây liễu, có cây liễu. Vì nên người ta gọi ngã ba cây liễu. Ở đây có ba cây liễu nè, có ba cây liễu chạy thẳng thẳng phía bên trái qua bên như Bình Hòa, phía xã Bình Hòa. Đây có ba cây liễu nè. Đường thẳng chợ Lê Thiêu nè. Bên chuẩn bị tám quỹ cây sáu ngày trước ủy ban nhân dân huyện Thuận An nè, giờ là thành phố Thuận An, trước đây là huyện Thuận An, giờ là thành phố Thuận An, quỹ cây sáu nè. Chúc ủy ban thành phố Thuận An, ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, trước đây là huyện Thuận An. Ừ, được cái chợ đó thêm. Phía bên phải là có mấy cái giải mà mì tàu, mì tàu xưa. Cái mì tàu xưa. Phố mình quay nhà chợ đó thêm. Qua cầu cái có hủ tiếu là mở máy xuống. Đây là chợ đó thêm. Chợ đó thêm. Qua cầu Phan Đình Phùng, cầu này trước tôi biết cầu gì đó, bây giờ gọi cầu Phan Đình Phùng, chứ hồi xưa cầu nó theo quá. Đường qua Đập Hát, chuẩn bị tới Đập Hát, bây giờ là nhà sách, vậy là nhà sách Thuận An, phía Đập Hát đây nè. Giống như Tạp Bình Minh ở trên Bình Dương. Ừ. Nhưng ở đâu cần chứ phim nữa. Phim của bà xỉu luôn. Ở trước cũng có quán mì cũng lâu năm rồi. Quán mì còn không? Quán nhiều ký rồi. Quán ký nè, nghỉ rồi, giờ nó nghỉ rồi. Quán nhìn ký. Nhiều ký. Nhiều ký, phải nhìn ký thôi. Không phải, quán mì mình ăn một quán này nè. Đi tới đâu nữa? Đây là qua ngay chỗ cái gì? Ừ, quỹ Thuận An, quận binh của quận quỹ Thuận An. Đường này là cái cầu cũ hồi xưa này được chưa? Nhưng cầu Lê Thiêu cũ hồi xưa, cầu Long cũ hồi xưa. Cầu sắt. Giờ đi qua ở cầu sắt. Giờ quay mấy cái lò heo, lò làm heo ấy hả? Tới. Thẳng qua đây đi qua cầu mới. Mình chuẩn bị lên cầu Phú Long
Đường hết rồi.